Khoảnh khắc tàu 20 lữ đoàn 172 vùng 3 hải quân vượt qua đường xích đạo. Đây là lần đầu tiên trong đội hình Hải quân Nhân dân Việt Nam, tàu 20 vươn xa đến thế trong hải trình của mình. Vượt hơn 5.000 hải lý, đích đến của tàu 20 là vùng biển của Malaysia và Indonesia, nơi diễn ra triển lãm hàng hải hàng không quốc tế Lima và diễn tập Hải quân đa phương Komodo 2023. Mục đích của chuyến đi, trước hết là để thúc đẩy tình hữu nghị, tăng cường sự hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và quân đội các nước. Thể hiện vai trò trách nhiệm và chứng minh sinh động về cam kết của Việt Nam trong việc ủng hộ và thúc đẩy các sáng kiến về hợp tác hòa bình, phát triển, nhân đạo và an ninh hàng hải. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và chủ trương hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trong những năm qua, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có nhiều những hải trình vì hòa bình như của tàu 20. Từ năm 2015 đến nay, riêng 4 tàu Zepard hiện đại của Hải quân Việt Nam đã thực hiện hơn 10 hải trình với quãng đường hàng vạn hải lý đến vùng biển thuộc nhiều quốc gia trên thế giới. Tại đây, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm với hải quân các nước. Thông qua các hoạt động diễn tập hàng hải, tuần tra chung, Hải quân Việt Nam đã cùng các nước vun đắp lòng tin để cùng với những kênh hợp tác khác thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực. Hai nước chúng ta có những hoạt động hợp tác đã trở thành thương hiệu, như giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa lãnh đạo cấp cao quân đội hai nước, hợp tác giữa các quân chủng hải quân, cảnh sát biển, đặc biệt là các cuộc tuần tra chung giữa lực lượng hải quân hai bên. Tất cả những hoạt động này có thể được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới. Những hải trình hàng vạn hải lý này còn là lời khẳng định về năng lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Một lực lượng không chỉ bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời Tổ quốc, mà còn là đối tác tin cậy của quốc tế trong duy trì an ninh và ứng phó khủng hoảng trên biển. Thông qua các cái hoạt động diễn tập hải quân đa phương để củng cố thêm cái khả năng phối hợp và hiệp đồng ứng phó chung về thách thức về an ninh hàng hải. Những con tàu chiến của thực dân đế quốc từng là biểu tượng của một thời ngoại giao pháo hàm, gây nên ký ức đau thương của nhiều dân tộc bị áp bức, trong đó có nhân dân Việt Nam. Nhưng ngày nay, những con tàu chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vươn tới nhiều vùng biển xa, mang theo khát vọng hòa bình của Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế và qua đó tăng cường sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.